Như chúng tôi đã thông tin trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2022, chiều nay diễn ra trận chung kết và bế mạc giải bóng đá nam. Giải được tổ chức trong 4 ngày với sự tham gia của 10 đội bóng đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố và công an tỉnh. Qua các lượt thi đấu vòng loại và bán kết, hai đội bóng huyện Ân Thi và huyện Yên Mỹ xuất sắc lọt vào trận chung kết. Kết quả cuối cùng, đội bóng huyện Ân Thi giành chiến thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu để đoạt chức vô địch. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho đội bóng huyện Ân Thi, giải nhì cho đội bóng huyện Yên Mỹ, đồng giải ba cho hai đội thành phố Hưng Yên và công an tỉnh. Danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về Trịnh Văn Minh, đội bóng huyện Ân Thi. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất được trao cho cầu thủ Trương Đăng Trường và thủ môn Hoàng Văn Huy của đội bóng huyện Yên Mỹ.